Khi chúng ta chép dữ liệu cho BG3 vào trong USB thì chúng ta không được đặt vô trong một thư mục khác, mà chúng ta phải lấy tất cả các thư mục nhỏ như vậy để đưa ra ngoài. Và đặc biệt lưu ý là có cái My Performance. Đây, đây là thư mục để cho BG3 nó nhìn thấy những cái bộ tiếng nằm trong đây. Thì ở trong đây nó sẽ có những cái bộ tiếng của nhạc dance, dân ca, pop, ballad, vân vân. Thì chúng ta đã có dữ liệu ở trong USB rồi. Thì bây giờ chúng ta cái bước đầu tiên để chúng ta lấy dữ liệu ở trong USB ra một cách hiệu quả thì Trung Kiên khuyên các bạn nên chọn xì tai trước, rồi sau đó chúng ta mới chọn bộ tiếng. Thì khi chúng ta nhấn vô USB Memory, đó chúng ta sẽ chọn vô một cái thư mục nào đó trong đây. Kiên để rất nhiều thư mục. Chọn vào một thư mục nào đó bất kỳ. Chẳng hạn ta chọn cái chọn mà vô một cái giai điệu nào đó bất kỳ, sau đó chúng ta ấn cái nút Shift Star để chờ là chụp, và khi đó chúng ta sẽ chờ để chụp hợp âm. Nút này có tác dụng là chụp hợp âm và chúng ta sẽ ngừng ở đây chụp. Rồi, chúng ta đang nghe ở bên đây nó có tiếng piano, vậy thì chúng ta phải bấm nút split bên này lên. Xong khi đó rồi bắt đầu chúng ta mới vô bộ tiếng, thì chúng ta nhấn vô chữ lead. Rồi chúng ta vô thư mục Trung Kiên BK3. Ở trong đây Trung Kiên làm rất nhiều tiếng hay. Sau đó chúng ta nhấn giữ nút numeric khoảng 2 giây thì nó sẽ hiện cái bàn tiếng ra. Chúng ta lưu ý ở đây có 5 phím có đèn từ 0 đến 5, thì các phím 1 2 3 4 tương ứng với là 1 2 3 4 trên màn hình là chọn tiếng số 1. Rồi tiếng số 4 chẳng hạn. Còn số 5 là chúng ta bật qua trang. Chúng ta bật qua trang để chúng ta đi tìm những cái tiếng mà ở trong cái bàn tiếng của chúng ta. Chúng ta muốn tăng tông ở đây nút khi chúng ta nhấn vô và chúng ta sẽ ấn lên, ví dụ như khi đang ấn đô khi được không. Ở đây là tempo và đây có một cái tháp tempo, ví dụ như 1 2 3 4 chôn dấu chân em ngày đó. Và khi chúng ta bấm hai ngón tay vô cùng một lúc thì nó sẽ trở về cái tempo mặc định của cái style đó. Ở bên đây nó có một cái hai cái phím kế bên nút volume, đó là nút ban lăng để cân bằng giữa tiếng và điệu. Chẳng hạn như chúng ta đánh tiếng này, chúng ta cảm thấy tiếng nó hơi lớn thì chúng ta ấn về mé backing cho tiếng nhỏ bớt. Và tương tự như ngược lại, chúng ta muốn cái điệu nó nhỏ xuống để thấy cái tiếng nó nổi lên. Đây là nút check mood, khi chúng ta không cần accord nữa, chúng ta chỉ cần trống không. Và đây là nút Melody Intel, có nghĩa là sẽ khi bật lên nó sẽ có tiếng bè. Đây là nút Octa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một, khi chúng ta nhấn vô USB, chúng ta cần mở một cái file MP3 nào đó, thì chúng ta thoát ra khỏi cái thư mục đó, chúng ta sẽ chọn vô một MP3 chẳng hạn. Chúng ta chọn rồi, tôi chọn rồi, ta bật play ở tại đây. À,
ở cái mục MP3 thì chúng ta có chỉnh được tempo nhanh chậm và nhịp cao thấp. Đây là nút check mood và cũng là nút center cancel để chúng ta ngắt lời ca sĩ. Khi chép USB của BK3 xong thì chúng ta sẽ có các thư mục. Ở trong đây nó sẽ có MIDI karaoke. Thì nó là file SMF MIDI. Sau khi chúng ta chọn một bài nào đó, rồi chúng ta nhấn Exit và chúng ta bấm Menu, rồi chúng ta vô cái thư đầu tiên là Lyric. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin hãy đăng ký và like kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn.